Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô cùng các em sẽ ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn sinh học chính. Nội dung ôn tập bao gồm bài 43, ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật. Bài 44, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Bài 48, quần thể người. Bài 50, hệ sinh thái. Bài 54 và 55 là chủ đề về ô nhiễm môi trường. Chúng ta đi vào chi tiết nội dung của từng bài. Bài 43, ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống của sinh vật. Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lý, sinh hóa của sinh vật, vì vậy có ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Căn cứ vào nhiệt độ, sẽ chia sinh vật thành hai nhóm là sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt. Sinh vật biến nhiệt là sinh vật có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Nhiệt độ của môi trường tăng thì nhiệt độ của cơ thể sinh vật đó cũng tăng theo. Ví dụ, vi sinh vật, thực vật, nấm, động vật không xương sống, cá, lưỡng cư, bò sát. Sinh vật hằng nhiệt là sinh vật có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Nhiệt độ môi trường dù tăng hay giảm thì nhiệt độ cơ thể của sinh vật đó vẫn luôn ổn định. Ví dụ, chim và thú. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống của sinh vật. Độ ẩm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển và phân bố của sinh vật. Căn cứ vào độ ẩm, chia động vật và thực vật thành hai nhóm: động vật ưa ẩm và động vật ưa khô, thực vật ưa ẩm và thực vật chịu hạn. Bài 44, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Quan hệ cùng loài. Các sinh vật cùng loài hoặc hỗ trợ hoặc cạnh tranh với nhau. Quan hệ hỗ trợ sẽ xảy ra khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi, nơi ở có diện tích hoặc thể tích hợp lý, nguồn sống đầy đủ. Do đó, các sinh vật sẽ được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn hơn. Ví dụ, các cây mọc gần nhau thì sẽ không bị đổ khi có gió thổi mạnh. Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi gặp điều kiện bất lợi, thiếu thức ăn, nơi ở chật chội, số lượng cá thể tăng quá cao, con đực tranh giành con cái, dẫn đến một số cá thể sẽ tách ra khỏi nhóm, làm giảm nhẹ sự cạnh tranh và hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn. Ví dụ các con chó sói tranh giành thức ăn. Quan hệ khác loài. Trong quan hệ khác loài chia ra quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch. Trong quan hệ hỗ trợ có cộng sinh và hội sinh. Quan hệ đối địch có cạnh tranh, ký sinh nửa ký sinh và sinh vật ăn sinh vật khác. Cộng sinh là sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. Hội sinh là sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không có lợi cũng không có hại. Cạnh tranh, các sinh vật khác loài sẽ tranh giành nhau về thức ăn, về nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các loài sẽ kìm hãm sự phát triển của nhau. Ký sinh nửa ký sinh, các sinh vật sẽ sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu từ sinh vật đó. Sinh vật ăn sinh vật khác gồm các trường hợp động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt con mồi và thực vật bắt sâu bọ. Bài 48, quần thể người, sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác. Ngoài những cái đặc trưng chung của một quần thể sinh vật thì quần thể người còn có những đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có. Đó là những đặc trưng về kinh tế, xã hội như pháp luật, hôn nhân, văn hóa, giáo dục.
Sự khác nhau đó là do con người có lao động và có tư duy. Phần thứ hai là đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người. Chúng ta quan sát ba cái tháp tuổi. Các em chú ý hơn là ở tháp A và tháp C. Tháp A đại diện cho tháp dân số trẻ và tháp C là tháp đại diện cho tháp dân số già. Tháp dân số trẻ sẽ có đáy rộng, cạnh xiên, đỉnh nhọn, tỷ lệ sinh và tử đều cao, tuổi thọ trung bình thấp. Ở tháp C là tháp đại diện cho tháp dân số già, có đáy hẹp, cạnh thẳng, đỉnh không nhọn, tỷ lệ sinh và tử đều thấp và tuổi thọ trung bình cao. Bài 50, hệ sinh thái. Các em phải nắm được thế nào là một hệ sinh thái. Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã đó, còn gọi là sinh cảnh. Trong một hệ sinh thái thì các sinh vật sẽ luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Ví dụ, hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. Các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm các thành phần vô sinh như là đất, đá, nước, thảm mục. Sinh vật sản xuất đa số sẽ là thực vật. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt. Sinh vật phân giải như là nấm, vi khuẩn, địa y, mối đất. Phần thứ hai là chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Chuỗi thức ăn là một dải gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ về dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước, vừa là sinh vật bị mắt xích đứng sau tiêu thụ. Các chuỗi thức ăn mà có nhiều cái mắt xích chung tạo thành một cái lưới thức ăn. Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Bài 54 và 55 là chủ đề ô nhiễm môi trường. Đầu tiên các em phải nắm được khái niệm ô nhiễm môi trường là gì. Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại đối với đời sống của con người và các sinh vật khác. Ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoạt động của con người gây ra. Ngoài ra còn do một số hoạt động tự nhiên như là núi lửa, lũ lụt. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường chúng ta sẽ có 5 tác nhân chính do con người gây ra. Đó là con người thải các khí độc vào bầu khí quyển, con người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất độc, con người sử dụng các chất phóng xạ, các loại chất thải lỏng và rắn, và cuối cùng là các tác nhân sinh học. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em thi tốt.